Bạn đang lo lắng vì Nam chỉ có một cái máy, không có tiền, không thể mua được, không thể lướt Facebook, không thể tự sướng, sống ảo quên rồi. Hoặc là bạn em máy chỉ có 8GB, không đủ để chơi game, không đủ để cài, nhưng mà vẫn lướt Facebook hoặc muốn tự sướng, hay sống ảo, lo méo gì. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cả 8 ứng dụng về phiên bản digital. Những ứng dụng về phiên bản digital này sẽ không vượt quá 20MB, giúp cho các bạn có thể trải nghiệm những cái chức năng bổn phải đặc tính và có sẵn. Và tuy nhiên nó không đầy đủ chức không được đầy đủ chức năng, bởi vì đây là chỉ là một số phiên bản về rút gọn rút ngắn. Trước hết tôi sẽ đến tới về Clean Master Little. Về Clean Master Little thì các bạn có thể download trực tiếp tại trên CF Play, mình sẽ để link ở dưới. Các bạn có thể quét có thể tăng tốc điện thoại, có thể tiết kiệm pin đấy. Ứng dụng này chưa tới 20MB các bạn chứ, thậm chí là dưới 10MB luôn. Và tiếp theo đó chính là ứng dụng camera 360. Ứng dụng này cũng có trên CF Play và được một số bạn, nhiều bạn trẻ tải, bởi vì cái tiện ích của nó. Đây các bạn phải chụp hình đây là một số ảnh mà mình đã chụp được. Đây rất là đẹp các bạn thấy ạ. Tuy nhiên lại có cái lô chết tiệt đây, mình không thể gỡ được. Có thể gỡ được thì các bạn gỡ thì các bạn mò các bạn gỡ cái gì thôi, mình mới tải về mình nghịch thôi. Và tiếp theo chứng dụng chính là ứng dụng Messenger Little. Vì sao mình không giới thiệu Facebook Little? Bởi vì Facebook Little quá là nhiều người biết đến rồi. Và Messenger Little thì cái này cũng có thể giúp cho bạn gửi tin nhắn. Tuy nhiên khi gửi tin nhắn trong Messenger Little như thế này thì các bạn chỉ có thể gửi được ảnh này, video, chứ không có thể gửi được nhiều cái như là ảnh động rồi gọi điện video, gọi điện thoại, không được. Và tiếp theo chữ là Live Clean Little. Cái này bạn sẽ cần đăng nhập và tải thì nó sẽ chạy như những ứng dụng thường. Và một số chức năng cũng hạn chế như Facebook Little mà mình không xài nên mình không đăng nhập được. Cái thứ ba là Shazam Little. Tuy nhiên ứng dụng Shazam này thì chỉ có chức năng nhận biết nhạc thôi. Còn nếu mà các bạn muốn nghe nhạc thì bạn ấn vào và nó sẽ chuyển bạn đến các bạn sẽ ấn vào sẽ chọn đây chỗ vào trang bài hát, nó sẽ chuyển bạn đến truyền duyệt ghép truyền duyệt và nghe nhạc đấy. Và cái ứng dụng thứ ba là Photo Wonder Little. Đây là ứng dụng mình hài lòng, cực kỳ hài lòng. Bạn nào mà máy yếu, RAM yếu mà muốn hay sống ảo tự sướng thì chắc chắn là phải cả cái này về, mình cảm bảo với bạn luôn. Bởi vì nó có 3 chức năng là chụp ảnh, làm đẹp và ghép ảnh. Về chụp ảnh thì nó là camera rất là đẹp. Đẹp có nhiều chức năng chỉnh tay. Và về làm đẹp thì không chê vào đâu. Đây là một bức hình mà mình đã chụp sẵn. Đấy, mình đã chỉnh sửa luôn. Mặt mình không trắng như này đâu. Mặt mình không có trắng, không có mụn như này đâu. Mình nói thiệt ngoài đời, mình nhìn mình xấu. Nhưng đấy này, các bạn nhìn ở đây, có chức năng làm đẹp. Mình sẽ có thể làm đẹp tự động hoặc là mình tự làm thon gọn cái má mình gì đó và làm đẹp da và trừ mụn. Ngoài ra đây chân dài, đây đấy là mấy bạn chân ngắn, không cần lo gì hết em, không cần lo mấy bạn chân ngắn, mắt to đây đầy đủ đấy, chỉ tất cả chỉ gói gọn ở dưới 20MB, mình cực kỳ thích đồ này. Thứ hai là video show, cái này mình cũng thích nữa vì ứng dụng này sẽ giúp cho mình làm những video. Mình làm những video mà mình yêu thích. Và tuy nhiên cứ có cái dòng chữ mà lên video thì mình chịu. Tuy nhiên nó cũng có chỉ ở dưới 20MB mà bạn đã có được sửa video, trình chiếu video, quay video và studio. Thì nay mình đã quay thử một cái video. Mình đã quay sẵn một cái video trên đây. Mình sẽ cho các bạn coi thử. Và trong mình phải mở thư viện về video. Mình sẽ ấn kết nhạc luôn. Đấy, thì mở đầu nó có dòng chữ Lê Sĩ này. Mở đầu có dòng chữ Lê Sĩ. Thì
thì ứng dụng này mình cực kỳ thích, bởi vì nó có thể giúp cho bạn làm một số cái video mà bạn thích, như làm vlog hay là làm quay video cuộc sống thường ngày mà máy của bạn RAM yếu thì khó mà chạy cái ứng dụng chính hãng được, hoặc là bộ nhớ của bạn có hạn chế. Thì và tiếp ứng dụng tiếp theo đó là ứng dụng 360 Scanvy Digital. Cái ứng dụng này mình cũng chưa tìm hiểu nhiều lắm, nhưng mà mình chỉ biết được là nó có thể bảo vệ được ứng dụng, khóa ứng dụng, chắc có thể khóa ứng dụng. Đây, ổ khóa này, bạn chọn khóa ứng dụng và máy mình đang bị chậm này, mình phải tối ưu hóa, chậm bằng cái màu này, và có thể làm cạn pin những ứng dụng mà mình làm cạn pin và những ứng dụng tiêu thụ bộ nhớ đấy, hoặc là mình có thể quét virus nữa, bảo vệ và các phần mềm lại. Đúng, ứng dụng này xài rất là tốt. Và đó là 8 cái ứng dụng về phiên bản Little chưa dưới 20 MB mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. À, nhớ like và subscribe video của mình nha. Có câu hỏi gì là cứ comment ở dưới, hoặc là vào Facebook của mình. Bây giờ qua cũng được.